Cái câu hỏi là sau khi mình chết rồi thì mình đi đâu? Câu hỏi đó rất là hay. Và ai cũng muốn biết là khi mình chết rồi thì mình còn không? Mà nếu mình còn không còn cái gì, cái linh hồn hay là... Tại vì khi mình chết rồi thì cái thân xác mình tan rã. Thì mình nghĩ rằng thân xác tan rã thì còn cái linh hồn. Và cái linh hồn đó nó sẽ đi đâu? Và chúng ta có người tin rằng là cái linh hồn đó nó đợi để có một cái thân xác mới khác, nó nhập vô trong cái thân xác đó rồi bắt đầu một cái sự sống mới. Và chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ như vậy tức là tái sinh, tức là luân hồi, tức là sự tiếp tục. Nhưng mà chúng ta cũng không có chắc cái câu trả lời đó là đúng. Và hôm nay mình sẽ tìm cách, mình đi tìm một câu trả lời mà không phải là một câu trả lời đã có sẵn, một câu trả lời mà mình có thể tìm ra được bằng cái cách nhận xét, bằng cách quán chiếu của chính mình. Khi mình hỏi cái câu hỏi là sau khi tôi chết thì tôi đi đâu, câu hỏi đó nó cần phải được đặt lại. Tại vì mình tin rằng từ bây giờ cho tới khi mình chết, mình không có đi đâu hết. Nhưng khi chết rồi, mình mới bắt đầu đi đâu. Thật ra thì chúng ta không có đợi đến khi chết chúng ta mới đi, mà chúng ta đã đi rồi, và có khi chúng ta đã đi xa rồi. Quý vị chưa hiểu thì quý vị hãy quán chiếu. Quý vị như trên trời có một đám mây, ban đầu sức nóng của mặt trời nó làm bốc hơi, nó làm cho nước ở dưới hồ, dưới ao, dưới sông, dưới biển nó bốc hơi. Và sức nóng và nước, sông, nước hồ, nước ao, nước biển nó làm ra cái đám mây. Và đám mây đó có thể là một đám mây nhỏ, nhưng mà sau đó vài giờ đồng hồ thì mặt trời, sức nóng mặt trời tiếp tục làm việc, và có những cái hơi nước khác nó bốc lên và nó tới, nó hòa nhập với cái đám mây trước. Và cái đám mây đó nó có thể lớn lên từ từ. Và hiện bây giờ mình thấy một đám mây. Nhưng mà đám mây đó ban đầu thì nó nhỏ, nhưng mà sau nó lớn từ từ. Vì vậy cho nên đám mây đó không phải là nó xuất hiện một cái mà nó thành đám mây liền. Nó có thể là chờ một thời gian thì nó mới có một cái hình hài, một cái hình thái, một cái hình hài nhất định. Thì mình cũng vậy, khi mình sanh ra thì mình chỉ có 3 ký hay 4 ký hay là 5 ký, thì mình chưa biết gì hết, mình chưa biết nói, mình chưa biết suy nghĩ, mình cũng chưa biết nhai cơm. Và mình cần phải sống nhiều năm, mình trở thành một cô bé hoặc là một cậu bé để mình có thể nói chuyện được, mình có thể nghe hiểu được, mình có thể ăn cơm được. Vì vậy cho nên chính con người cũng phải từ từ mới trở thành ra con người toàn vẹn được. Đám mây cũng vậy, ban đầu có một ít hơi nước nó bốc lên trời, nó có một phần của đám mây, rồi sau đó những hơi nước khác nó bốc lên, nó tìm tới, nó làm thành một đám mây. Thì đám mây đó có thể gặp một cái ngày đặc biệt nó trở thành mưa.
và đám mây có thể trở thành mưa một phần thôi, còn một phần khác nó vẫn còn là đám mây. Sự thực là nó như vậy. Có thể là một phần ba đám mây nó trở thành mưa, nó rơi xuống dưới trái đất, và hai phần ba đám mây nó vẫn còn ở trên trời. Và khi mà đám mây đứng ở trên cao nhìn xuống thì thấy một phần ba của mình đã trở thành nước, và một phần ba đó đã trở thành một phần của dòng suối, dòng suối nó trở thành dòng sông. Và đám mây có thể thấy một phần ba của mình đã đi luân hồi rồi, đã đi rồi, còn hai phần ba chưa đi nhưng mà sẽ đi theo. Đám mây nó không có chết, tại vì chết tức là có mà từ thành không. Đám mây nó chỉ thay đổi thôi, và từ đám mây nó trở thành ra cơn mưa, hay trở thành ra tuyết, hay trở thành nước đá. Cho đám mây không có thể nào từ có mà trở thành không được, thì mình cũng vậy. Và đám mây nó có thể đi một lần, nó trở thành mưa một lần, và nó cũng có thể trở thành mưa từ từ. Ban đầu có một phần ba đám mây trở thành mưa, nhưng mà còn hai phần ba đám mây có thể ở trên trời thêm một vài ngày nữa, rồi có thể một phần ba nữa nó trở thành mưa, rồi cuối cùng một phần ba chót nó trở thành mưa sau. Và vì vậy cho nên một phần của mình đã đi trước rồi và chờ mình ở chỗ nào đó, và từ từ mình sẽ đi theo và mình sẽ gia nhập với cái phần đã đi trước. Cái chuyện đó quý vị có thể là chưa có suy nghĩ, chưa có nghĩ tới, nhưng mà sự thật là nó như vậy. Đám mây mà nếu nó có bụi bặm nhiều, nó có chất ô nhiễm nhiều, rồi có những đám mây rất là không có thanh tịnh, có những cái nhà máy nó có những ống khói lớn, rất là lớn, lớn bằng cái giảng đường này, và khói từ trong cái nhà máy nó phun lên trên cao, và trong đó có rất là nhiều than, rất là nhiều bụi bặm. Và khi một đám mây mà được làm bằng cái chất khói than đó thì đám mây đó nó dơ lắm, hễ mà nó mưa xuống thì nước đó uống không có được đâu. Thì đám mây mà dơ thì khi nó thành mưa, mưa cũng dơ. Có những cái cơn mưa nó có chất axit ở trong, và khi mà mưa có nhiều chất axit quá thì nó làm chết những cái mẫu cây, mẫu rừng, và là mưa axit. Tại vì chúng ta có nhiều nhà máy quá đi, chúng ta dùng nhiều xe hơi quá đi, và vì vậy cho nên những cái chất khói mà chúng ta thả ra trong không gian nó trở thành mây. Và những cái đám mây đó nó có nhiều chất độc, nó có nhiều nhiều bụi bặm, nó có nhiều chất ô nhiễm, trong đó có axit. Và có những cơn mưa đầy nhiều axit đã làm chết hàng trăm ngàn mẫu rừng của chúng ta. Cho nên hệ đám mây mà dơ thì khi mà trở thành mưa nó cũng dơ, chúng ta cũng vậy. Nếu cái nghiệp của chúng ta nó không có thanh tịnh thì đến khi mà chúng ta luân hồi, chúng ta tiếp nối thì cái khúc sau nó cũng không có thanh tịnh. Mà cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái hành động của mình. Nó gồm có ba cái phương diện. Thứ nhất là cái tư duy của ta. Cái tư duy tức là những cái tư tưởng của mình đó. Thì mỗi ngày mình phát ra nhiều cái tư tưởng, mình suy nghĩ, mình tư duy, và vì vậy cho nên trong ngày mình chế tác ra những cái tư tưởng, cái đó gọi là ý nghiệp. Ý nghiệp. Và cái tư tưởng của mình chế tác ra nó có thể ô nhiễm hay là nó có thể thanh tịnh. Và nếu nó ô nhiễm thì mình được tiếp tục một cách ô nhiễm, mà nếu mà nó thanh tịnh thì mình sẽ được tiếp tục một cách thanh tịnh, tại vì đó là ý nghiệp. Nghiệp thì không bao giờ mất hết. Thì khi mà mình chế tác ra một cái tư tưởng nó có tình thương,
nó có hiểu biết, nó có bao dung, thì cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng rất là tốt. Và trong Đạo Phật gọi tư tưởng đó là chánh tư duy. Chánh tư duy tiếng Anh gọi là right thinking. Và khi mình chế tác ra một tư tưởng á, thì cái tư tưởng đó nó mang cái chữ ký của mình. Chính Nguyễn Văn A đã chế tác ra tư tưởng đó, chứ không phải là một người khác. Chính mình đã chế tác ra cái tư tưởng đó. Và khi cái tư tưởng của mình nó có chất sân hận, oán thù, si mê, độc ác, thì đó là một cái của mình chế tác, nó mang cái chữ ký của mình. Chính Nguyễn Văn A đã chế tác cái tư tưởng hận thù nhỏ mọn, độc ác. Và đó là sự tiếp nối của Nguyễn Văn A. Đó là ý nghiệp. Thế mình chế tác là một tư tưởng nào thì tư tưởng đó nó mang chữ ký của mình và nó là sự tiếp nối của mình. Ngày hôm qua mình đã chế tác một số tư tưởng rồi và nó đã lên đường rồi. Mình đã được tiếp nối rồi. Không phải là khi cái hình hài này nó tan rã hoàn toàn mình bắt đầu tiếp nối. Mình đã được tiếp nối từng giây từng phút. Những cái tư tưởng mà mình chế tác ra hàng ngày nó có một sức mạnh, nó kéo mình đi về trong tương lai. Mà nếu những tư tưởng đó là những tư tưởng tốt lành, từ bi, nhẹ nhàng, thì mình sẽ đi vào cái nẻo quang đạt. Còn nếu những tư tưởng mà mình chế tác nó có cách là hận thù, bạo động, thèm khát, ganh tị, thì cái tư tưởng đó nó kéo mình đi về một chương trời, một chân trời tối tăm hơn. Cái đó là ý nghiệp. Nhưng mà chúng ta mỗi ngày không phải là chỉ chế tác ý nghiệp, mà chúng ta còn chế tác khẩu nghiệp. Chúng ta nói ra những câu nói, chúng ta nói với vợ, nói với chồng chúng ta, nói với con chúng ta, nói với bạn chúng ta. Câu nói của chúng ta nếu mà nó đi đôi với cái sự dễ thương, với cái sự từ bi, với cái sự bao dung, với cái sự hiểu biết, thì đó là một cái lời nói tốt đẹp, nó mang chữ ký của chúng ta. Và nếu cái câu nói của chúng ta nó có chất độc ở trong đó, nó có chất thèm khát, nó có chất nguyền rủa, nó có chất sân hận, si mê, ganh tị, thì cái lời nói đó là một cái lời nói xấu xa, nó mang chữ ký của chúng ta. Chúng ta không có thể chối cãi được, đó là nó không phải là cái điều ta nói. Chính vì ông Nguyễn Văn A đã nói cái điều đó, ông Nguyễn Văn A không có thể nào chối cãi là tôi không có nói điều đó. Mình là tác giả của cái lời nói đó, mình sẽ phải gánh chịu cái hậu quả của lời nói đó. Cái đó gọi là khẩu nghiệp. Ý nghiệp xong rồi tới khẩu nghiệp. Và khẩu nghiệp của mình nó là sự tiếp nối của mình. Cũng như là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Có ai vậy không? Đám mây mà có axit thì mưa nó cũng có axit. Khẩu nghiệp mà có sân si thì là sự tiếp nối của mình cũng có sân si. Và khi mà mình nói những cái lời tốt đẹp, nó tạo ra cái tình bạn, nó giúp người ta bớt khổ, thì cái lời nói đó gọi là chánh ngữ. Và những lời nói mà chia rẽ vợ chồng con cái người ta, những lời nói mà khiến cho người ta tuyệt vọng đi từ từ, cái lời nói con đó không phải là chánh ngữ mà gọi là tà ngữ hay là vọng ngữ. Và khi mà mình chế tác ra vọng ngữ thì sau này mình sẽ lãnh đúng, tại vì vọng ngữ là sự tiếp nối của mình. Còn khi mà chúng ta chế tác tư tưởng mà tư tưởng tốt là chánh tư duy, mà khi mà chúng ta chế tác những tư tưởng ác độc thì gọi là tà tư duy. Vậy vậy cho nên mỗi ngày nếu mà mình biết tu thì mình chỉ lo chế tác chánh tư duy, đừng có dại dột gì mà chế tác tà tư duy để sau này mình bị lạnh đúng. Tại vì tư duy của mình đó, tức là ý nghiệp của mình đó, là sự tiếp nối của mình. Và mỗi ngày mình lo chế tác những cái lời nói dễ thương,
có khả năng giúp cho người ta hiểu và thương được, có khả năng tháo gỡ những khó khăn cho người ta, khuyến khích người ta, làm cho người ta thêm niềm hy vọng, thì cái đó gọi là chánh ngữ. Còn nếu mình nói những cái điều ngược lại thì đó là tà ngữ, và mình sẽ được tiếp tục bị tiếp tục bởi cái tà ngữ đó, rất là nguy hiểm. Thì chúng ta vừa nói tới ý kiến là những cái tư duy mà chúng ta chế tác, và chúng ta đã nói tới những cái khẩu nghiệp, tức là những cái ngôn ngữ, những cái lời nói mà chúng ta chế tác. Bây giờ chúng ta nói tới cái nghiệp thứ ba là thân nghiệp. Thân nghiệp là những cái gì? Những cái hành động của thân thể mình. Nếu mà mình làm một cái hành động có tính cách, có khả năng cứu người, giúp đỡ người ta, giúp đỡ các loài, thì cái hành động đó là hành động tốt đẹp, gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tiếng Anh gọi là right action. Right action là l'action juste là tiếng Pháp. Và khi mà mình làm một cái điều gì đó mà có tính cách phá hoại, có tính cách gieo rắc những cái đau thương, những cái khủng bố, sự chết chóc, thì cái đó gọi là tà nghiệp, gọi là wrong action. Thì cái chánh nghiệp đó hoặc cái tà nghiệp đó mang cái chữ ký của tác giả, và tác giả chính là người tạo nghiệp. Và mỗi ngày chúng ta đều chế tác ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp, thân khẩu ý. Và chính những cái nghiệp đó là sự tiếp nối của mình. Thành ra những cái người họ tin rằng sau khi mình chết không còn gì nữa là sai lầm. Nó còn chứ, không có cái nghiệp nào mà nó mất đi hết, nó tiếp tục hoài. Cho nên nếu mình là người Phật tử mà trong quá khứ mà mình lỡ chế tác những cái nghiệp xấu rồi đó, thì mình nên thực tập phép sám hối để cho mình có khả năng chuyển hóa cái nghiệp cũ. Mình có thể tạo ra những cái nghiệp mới tốt đẹp. Và những cái tiếp nghiệp mới tốt đẹp đó nó chạy theo những cái nghiệp cũ và nó sửa lại cái nghiệp cũ ngay như vậy đó. Ví dụ như ngày xưa mình đã nói một câu làm chia rẽ vợ chồng người ta, chia rẽ anh em người ta, thì cái nghiệp đó là nghiệp xấu, gọi là khẩu nghiệp, tà ngữ. Bây giờ mình hối hận rồi, tại mình có tu, tại mình phát nguyện Đức Thế Tôn từ rày trở đi con sẽ không có nói những cái lời tà ngữ như vậy nữa, và con sẽ tìm cách nói những cái câu chánh ngữ để con chuộc lại cái lỗi ngày xưa. Thì khi mà phát nguyện như vậy rồi thì mỗi ngày mình nói được một câu chánh ngữ, hai câu chánh ngữ, ba câu chánh ngữ, bốn câu chánh ngữ. Và khi mình nói được bốn câu chánh ngữ thì bốn câu chánh ngữ này nó lên đường, nó đuổi theo cái câu tà ngữ năm xưa và nó chuyển hóa được cái câu tà ngữ năm xưa, rất là hay. Từ xưa con đã tạo nghiệp xấu, bởi vì ba nghiệp tham sân si do thân miệng ý mà phát sanh, nay con đều sám hối tất cả. Đó là cái phương pháp sám hối. Sám hối nghĩa là ý thức rằng trong quá khứ mình đang nghĩ, mình đã nói và đã làm những điều không có đẹp, và mình sẽ, nếu không có làm gì hết thì mình sẽ được tiếp nối một cách không có đẹp đẽ, mình để đi về những cái nẻo đường xấu ác. Những cái nẻo đường xấu ác đó danh từ Phật học gọi là ngũ thú lục đạo. Nó có năm đường, nó có sáu đường: Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên và nhân. Thì mình phải tạo ra, chế tác ra
cái ý nghiệp tốt, cái khẩu nghiệp tốt, cái thân nghiệp tốt thì mình đi về những cái nẻo tốt đẹp. Nếu không á, thì mình sẽ đi vào những cái nẻo đường xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và cái pháp sám hối rất là hay, là mình biết rằng trong quá khứ mình đã dại dột, mình đã chế tác những cái tư tưởng xấu, mình đã nói những cái câu nói không có dễ thương, mình đã làm những cử chỉ có tính cách là phá hại. Thì bây giờ mình thức tỉnh và mình hứa với Phật, với Pháp, với Tăng là từ nay về sau mình sẽ không có lặp lại những cái lầm lỗi đó. Trái lại, mỗi ngày mình chế tác những cái tư tưởng tốt, mỗi ngày mình chế tác những cái ngôn ngữ tốt, và mỗi ngày mình chế tác những cái hành động tốt. Và những hành động tốt đó mình chế tác ra, nó sẽ chạy theo và nó sẽ chuyển hóa những cái hành động, những cái ngôn ngữ và những cái tư duy xấu mà mình đã chế tác ngày xưa. Tại vì mình tham, tại vì mình sân, tại vì mình si, tại vì mình thèm khát, tại vì mình thù hận, tại vì mình u mê, cho nên mình mới tạo ra những cái nghiệp xấu, tức là tà tư duy, tà ngữ và tà nghiệp. Thành ra cái phép sám hối và cái phép hành thiện, tức là làm những cái nghiệp tốt, là những cái phương pháp và chuyển nghiệp rất là hay. Chuyển nghiệp tức là nghiệp xấu bây giờ mình chuyển lại cho thành tốt. Về cái đám mây, quý vị hãy tưởng tượng đám mây trên trời, 1/3 của nó đã trở thành mưa rồi. Và đám mây nó nhìn xuống dưới mặt đất, nó thấy mưa, nó trở thành ra một cái dòng nước suối. Và dòng nước suối đó đã tham dự vào một cái dòng sông nhỏ, và dòng sông nhỏ đó đã tưới những cánh đồng. Và đám mây trên trời đó thấy nó trở thành suối này, trở thành nước này, và nước đó đi vào trong những cái thân cây, đi vào trong cái ruộng lúa. Và nó thấy nó đã được tiếp nối rằng bằng, nó đã được tiếp nối rồi bằng dưới hình thức của một dòng suối, một dòng sông, ruộng lúa và những cái thân cây xanh tốt, những cái đám bắp. Và như vậy tuy là mình còn sống đây, nhưng mà mình đã bắt đầu đi luân hồi rồi, mình đã được tiếp nối rồi. Và quý vị phải tập quán chiếu để thấy được cái đó. Đừng có nghĩ rằng sau khi cái thân này nó tàn hoại rồi mình mới bắt đầu đi luân hồi. Không phải đâu, mình đã đi rồi, mình đã gửi những cái thân nghiệp, những cái khẩu nghiệp, những ý nghiệp đi trước rồi. Và nếu mình có cái công phu để quán chiếu thì mình thấy rằng mình đang có ở chỗ này chỗ kia. Cũng như là đám mây nó nhìn xuống, nó thấy nó ở dưới đất rồi, dưới hình thái của một dòng suối, của một dòng sông, của một cái ruộng bắp hay của một cái ruộng lúa.